Xin chào các em học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ 2 môn thể dục lớp 7, sau đây thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi ôn tập ngày hôm nay. Về nội dung kiểm tra giữa kỳ 2 môn thể dục lớp 7, các em sẽ kiểm tra nội dung chạy cự ly trung bình. Thì chạy cự ly trung bình, học sinh sẽ nắm và thực hiện được kỹ thuật chạy cự ly trung bình, ứng dụng nội dung đã học vào luyện tập để hoàn thành cự ly kiểm tra giữa kỳ 2 và nâng cao sức khỏe phục vụ cho việc học tập của học sinh. Về chạy cự ly trung bình, chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên đó là kỹ thuật xuất phát và tăng tốc sau xuất phát. Kỹ thuật xuất phát thường dùng trong chạy cự ly trung bình đó là xuất phát cao. Có hai hiệu lệnh, đó là vào chỗ và chạy. Hiệu lệnh vào chỗ: khi nghe hiệu lệnh, một chân bước lên sau và xuất phát, hai gối khuỵu, thân trên hơi ngả ra trước, tay co tự nhiên, tập trung nghe hiệu lệnh tiếp theo. Hiệu lệnh chạy: khi nghe hiệu lệnh, nhanh chóng chạy nhanh về phía trước và tăng tốc để chiếm vị trí thuận lợi, đồng thời chạy sát mép trong của đường chạy. Hai, đó là kỹ thuật chạy giữa quãng. Thì chúng ta có kỹ thuật chạy giữa quãng trên đường thẳng. Khi chạy, đầu giữ thẳng, mắt nhìn theo hướng chạy, thân trên hơi ngả ra trước. Khi chân ở phía trước, tích cực nâng đùi và tiếp đất bằng nửa bàn chân. Khi chân ở phía sau, đạp mạnh duỗi thẳng, đưa người về phía trước. Tay co tự nhiên, đánh phối hợp trước sau với chân để giữ thăng bằng cho cơ thể. Kỹ thuật chạy trên đường vòng. Khi chạy trên đường vòng, đầu giữ thẳng, mắt nhìn theo hướng chạy, thân trên hơi nghiêng vào trong đường vòng, tay phải đánh rộng hơn tay trái và phối hợp tự nhiên trước sau với chân, bàn chân hướng vào trong. Ba, đó là kỹ thuật về đích và một số điều luật cơ bản trong môn chạy. Đầu tiên là kỹ thuật về đích. Thì khoảng cách của giai đoạn về đích phụ thuộc vào cự ly chạy. Khi gần về đến đích, cần tăng tốc vượt qua đích. Khi chạy qua đích, giảm tốc độ dần và không dừng lại đột ngột. Một số điều luật cơ bản trong môn chạy. Thì vận động viên xuất phát trước khi có hiệu lệnh chạy thì sẽ bị phạm quy. Các cự ly thi đấu chính thức của nội dung chạy cự ly trung bình là 800m và 1500m. Khi thi đấu chạy cự ly trung bình, vận động viên sử dụng xuất phát cao và có thể nhập chung đường chạy trong lúc thi đấu. Chúng ta đến với phần vận dụng. 1. Em hãy kể tên các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình. 2. Nêu một số điều luật trong chạy cự ly trung bình mà em biết. 3. Em tập luyện chạy bộ cùng với các thành viên trong gia đình để gắn kết và tăng thêm tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ. Thì vừa rồi, chúng ta đã ôn lại hết nội dung của phần chạy cự ly trung bình để chuẩn bị cho các em thi giữa kỳ 2. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các em hoàn thành bài kiểm tra thật tốt. Thầy xin chào tất cả các em.